2020 là năm đông vui khi mà có khúc quay trở lại. Nông thôn quê hip hop nhưng lại quấn quýt hơn chạy lại. Công viên 30 tháng 4 đâu. Rapid thời nãy trong mắt tao là như mày, chứ bây giờ còn là cái vùng địch thủ. Giữ chút suy nghĩ cho cha mẹ chứ đừng giống như anh Lép là một thằng dịch thủ. Tao biết mày bị đập do ngu, thấy mày tội nghiệp nên hỏi thăm thôi cu. Mày tưởng đâu là tao cần ngoài sao, thằng hề kia được tao lao và nhà tao ăn bám chỉ biết hút cần rồi ngủ. Gặp lần đầu mày chưa phúc minh trương, gặp lần hai mày tao vẽ tinh tướng, thấy
mày hơi lạ nên có chút không tin tưởng, chắc tại vì bị chấn thương cái đầu mày thần kinh. Mày không là người của chi phai, hợp đồng thành viên tên mày chưa được ghi lại. Mày là thằng nghiện nhưng vẫn chưa được đi cai, đủ đi mẹ mày phút đây cái thằng nhóc này là ai? Mày nhờ tao giúp cho mày kiếm tiền nông, MV miễn phí tao có tính tiền không? Nhạc mày vẫn bựa mà muốn tao chạy truyền thông, anh em đâu cho tao hỏi cái thằng chó này phiền không? Thấy mày tội nghiệp nên kéo mày về đây, muốn mày đổi mới và làm chủ đề hay. Cộng đồng anh đợi hỏi sao giúp thằng này gây, tao đâu nghĩ nó mất dạy căng sau lưng không hề hay hả? Ghen ăn tức ở sao không có theo kịp tao, ngu tiếng Anh mà còn thể hiện. What's up, tao check kìa sao? Thằng đàn ông bán son mỹ phẩm nó từng tuột quần trên Beagle Line. Sống thì chó, con người khốn nạn thì mày xứng đáng là mấy đồ ai? Là có hai mặt, xuất sắc có sáu mặt, tao vẫn chưa biết thằng Phúc Ray có mấy mặt. Đầu ấu chỉ nhưng nghĩ mình là báu vật, đéo biết nhục khi đã bị thằng báo quật. Lúc ăn chơi sao không gọi bạn thân, lúc sung sướng không nhớ đến mai sau. Nằm chỗ đó Phúc lại là nạn nhân, đến lúc khó khăn thì anh em Dubai đâu? Anh em Dubai đâu? Tao còn công an chuyện là mày nghĩ tao rảnh rỗi chét cứt vào mặt mày hay sao? Mày thu bi đây vì không thể dạy bảo, chừng có nhiều đó mà dám cắn đường tao. Còn người đối mặt Phúc không dám đối diện, mà cái chơi mình đê tiện Phúc sẵn sàng thể hiện. Đầu tiên là cái số tao xui nên mới gặp mày trong năm nay, và cái số mày cũng hên khi đã được tao rap bài này. Nói thì phải nói cho nó đúng, chứ đừng bịa chuyện mà nó sai sự thật. Cách tao sống ở trong cộng đồng underground ai cũng biết, còn cách mày sống đi đến đâu ai cũng muốn đánh, muốn giết. Đừng có cầu mong tao ban phước cho mày nữa, thằng con quan. Bây giờ mà mày mới học khôn ra được cái trình độ ngoại ngữ của con ếch ngồi dưới đá giếng rồi đó hả? Mày không biết chơi ngoại ngữ, vậy thì zombie cái đó thum thum, zombie cái đuôi thum thum, zombie cái que và rụng chân rồi, zombie là thằng thất học dốc lâu kể lễ lung tung. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Khi mà Free Play on the main, si phai hồ bu dâu hủy địch. Cậu ân là đấng tinh chơi, thân hồi lâu rồi bôi thành chạch thấu. Hầu là mấy con gà có con đàn bà nông thôn khoe trình. Đâu óc phèn đơm đớm xinh cho lính binh gà phai gà tình ngủ. Gặp lần đầu mày tao phải thanh cao, gặp lần hai là mày bút phim tao. Tao ngôn lão mới cảm thấy xanh sao, mình phúc đấy phải thầy vì nó chỉ là anh tao. Tao không là người có chi phai, mày là thằng già tấn đầu bà rất với thải. Mày là thằng nghiện nhưng vẫn chưa được đi cai, gặp nó chung với anh lết thằng mặt chó đó là ai? Trời mà khai ra đồng bọn có tật giật mình kìa, rác trắng ngọc dù đạn dù côn cha khinh trọng tình nghĩa. Thằng đạo đức giả lao liếm bút phim sau lần này hú vía. Nói không quan tâm là do đéo rảnh tích chưa đủ trình giết vợ đầu vả lại. Chắp thằng kinh câu mày cầm đầu nhà trẻ dạy thì trở nên khinh nhau. 2016 tao điếp giấy chót lúc đó mày muốn ở đâu? 2020 lão đại Tây Nguyên tự nhiên bị đè đầu. Không biết chơi ngoại ngữ như check sao là check sao. Con mày là con trai cưng của Bảo Yếu Thảo, sao chép để ghép lại tao? Mày là thằng lão đại ảo, tao là top 1 Beagle Line. Cái cái quân ga gửi cho mày đòi tình tâm, sám hối sửa lỗi đâu thay. Thịnh ganh thịnh ngâm hành, thịnh hành bởi truyền thông. Thịnh ganh rồi thịnh tanh, đàn bà mất quyền đàn ông. Thịnh ăn rồi thịnh diêm, sống một mình ngồi bàn to. Thịnh lo thịnh phản phúc, nuôi nguyên một đàn chó. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Tâm trạng hơi lo khi thấy Bibo trong show mời của Bustack diễn lẹ với lẹ. Cảm ơn chương trình vậy nè, là bích tết. Rõ ràng là cái thằng dốc học tụt quần trước gọi rap cùng hôn mê. Bán kem trộn thương hiệu An Khê, rapper trình quyền mà hèn gì phủ tội. Thắng mi ray xong rồi hỏi nó tao là ai đi, tao là ai để cho mày bú có phim tao đầy trong MV. Deep tao sẽ được nổi tiếng lên TV rap tình ái mật, và cùng chính miệng mày nói thật phúc
đây là quái vật. Nghe tiếng trung tâm kinh, vậy mà sống cứ như âm binh. Sủa cho to xong rồi cầm nín, đó gọi là tu tâm nhẫn nhường. Nhìn gặp gình sắp sinh, đặt bình ôm kinh riêng ăn một mình. Hút xong đi khám phá, có thằng áo đá đó tên là Thịnh. Thịnh là có hai mặt, xúc sắc có sáu mặt, 21 cái lỗ. Thằng vô học tự nhiên biết giỏi toán nhưng không biết mặt lỗ có mấy lỗ. Lão đại vì mất dạy, diễm chăm trai vì sắm ô tô. Sống dơ và nói dấp thì cũng có ngày bị phúc gây bẻ cổ. Thịnh ganh thịnh ngầm hành, thịnh hành bởi truyền thông. Thịnh ganh gọi thịnh tanh, đàn bà mất quyền đàn ông. Thịnh ăn rồi thịnh diêm, sống một mình ngồi bàn to. Thịnh lo thịnh phản phúc, nuôi nguyên một đàn chó. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Đéo có chuyên môn, lão đại gì đéo có chuyên môn, rap lại gì đéo có chuyên môn. Bởi tại vì đéo có chuyên môn nên chắc mày đéo có chuyên môn. Nói thì nói cho nó đúng, còn cảm thấy mà nói mà không có đúng nữa thì câm cái miệng lại luôn. Không thì nói chung là cho đi qua cái chuyện. Cách mày sống ở trong cộng đồng anh em underground của mày ai cũng biết hả? Ai là anh em của mày? Ý mày nói là Dông ha? Hay là Bibo? Còn tao á, là dự án nhạc của mày sắp tới nè. Bớt sầu lo nghe thịnh, 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 thịnh.